Rồi tiếp theo là của hoạt động tuần 1 nha. Bây giờ cái nhiệm vụ bắt buộc tiếp theo là phiên âm, viết phiên âm. Thì ở đây có ghi là viết phiên âm. Viết phiên âm thì hiện tại trong cái tuần 1 mình chỉ cần viết phiên âm của những cái short vowel A thôi. Ví dụ như bây giờ trong cái short vowel A của cái tuần 1 mình có những cái từ nào thì mình viết những cái từ đó ra giấy. At, cat, rat, set. Rồi man, ran, nan. Rồi sau đó mình tra từ điển. Từ điển thì mình dùng cái từ điển Cambridge để tra à, có thể dùng những cái từ điển khác tùy. Rồi mình tra thì mình viết cái phiên âm lên. Thì lúc mà viết phiên âm á, thì để ý cái từ với lại cái bút viết phiên âm, cái bút viết từ với bút phiên âm nên là hai cái bút khác màu để mình nhìn thấy. Rồi viết hết những cái phiên âm đó ra, có thể chia thành từng ngày rồi viết. Sau khi viết xong rồi á thì chụp cái hình của cái chụp cái hình của cái bài viết của mình lại ha. Rồi xong đó, sau đó là mình đi vào trong cái Facebook của mình. Facebook của mình thì trên đây mình đã tạo sẵn cái album. Cái Facebook của mình ở đây mình đã tạo sẵn cái album của Mom Love English. Anh chạy hơi chậm nên là mất thời gian quá. Rồi bây giờ mình sẽ vào cái album của cái nhóm của mình. Ở đây photo, mình đi vào photo để vô cái album. Thì album của nhóm mình đã được đặt cái hashtag là ML01API vô hẳn cái album đó. Khi mà bạn vô được cái album này rồi thì bạn thấy ở đây cái tiêu đề nó nằm ở đây. Đây là cái hashtag IPA. Rồi đây có một cái button là add photo. Add photo chưa? Thì bạn chọn cái photo mà hồi nãy bạn đã chụp. Add nó vô. Done. Thì lúc này mình viết cái note, cái hashtag của mình lên đây. Thí dụ như A ML01 01. Rồi cái mã số à, cái từ tiếp theo là IPA. Rồi tiếp theo là cái mã số của bạn. Ví dụ như mã số đó bao nhiêu đó thì để cái mã số đó lên. Mình thì để host số 2. Rồi để thêm cái tuần.
để sau này mình nhớ. Upload can hình lên. Đó, lúc này là bạn sẽ thấy trong cái album này đã có những cái hình này. Thì đây là cái hashtag của mình, thì lần sau mình muốn tìm thì mình chỉ cần